Chị ơi, cho tôi hỏi địa điểm này. À rồi, cảm ơn chị nhé. Anh ơi, cho tôi hỏi đường này ở đâu nhỉ? Đi thẳng hướng này. Hàng loạt các vụ móc túi xảy ra trên địa bàn. Chúng thường chọn các tuyến đường vắng, mục tiêu là khách du lịch và người đi đường. Kể cả khi bị phát hiện, bọn chúng vẫn rất manh động. Manh động à? Có chút hứng thú rồi đấy. Sói đã đi săn. Linh Phượng! Đưa cái ví đây. Mẹ, còn méng này ở đâu ra đây?